Lần thứ hai liên tiếp trao băng đội phó cho thấy niềm tin, kỳ vọng đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo vào tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam để chinh phục vòng loại World Cup 2022. Ở lần tập trung thứ hai trong năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo rất sớm cho lại thành phần ban cán sự với đội trưởng hiển nhiên là trung vệ Quế Ngọc Hải cùng hai đội phó Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Toàn. Riêng với Văn Toàn, đây là lần thứ hai liên tiếp được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng chỉ định vào vị trí đội phó ở tuyển Việt Nam. Không ngẫu nhiên vì ông Park luôn rất tinh tế và kỹ lưỡng trong việc chọn mặt gửi vàng cho trách nhiệm ở ban cán sự. Đó là niềm vinh dự và tự hào của chàng trai quê Hải Dương. Nếu King Cup là một giải đấu giao hữu có thể gọi là bất ngờ, thì tại giải đấu chính thức tầm cỡ như vòng loại World Cup 2022, tiếp tục là phó thủ quân chính là sự ghi nhận cao nhất về độ tín nhiệm của ông Park. Vậy tại sao Văn Toàn chứ không phải là một người khác đã và từng đeo băng đội trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hay những ngôi sao sáng khác như Quang Hải, Đặng Văn Lâm hay Anh Đức? Đầu tiên chính là ý thức và trách nhiệm chơi bóng. Dù là trận đấu thế nào, tỷ số thế nào, đối thủ là ai thì Văn Toàn luôn chơi bóng với ngọn lửa cháy rực, như thể lần đầu cũng là lần cuối được chơi bóng. Hình ảnh Văn Toàn người luôn lấm lem bùn đất đã trở nên quá đỗi quen thuộc, gây xúc động không chỉ với cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai mà cả fan trung lập. Dù là khi Hoàng Anh Gia Lai thăng hoa hoặc lúc bết bát nhất, người ta luôn thấy được tinh thần, trách nhiệm và kiên quyết không bỏ cuộc từ Văn Toàn. Nếu có một thống kê, chắc chắn Văn Toàn sẽ thống trị chỉ số về ngã nhiều trên sân, bên cạnh top đầu về khả năng qua người, đi bóng ở V-League 2019. Nhưng khác biệt rất lớn với trước đó, Văn Toàn bây giờ không còn chạy nhanh sút bừa. Suốt hai mùa liền, Văn Toàn luôn là lỗi ác mộng đối với các hậu vệ. Đặc biệt từ khi được để lên chơi ở tiền đạo, anh đã hoàn thiện bản thân của mình rất nhiều. Sở hữu tốc độ khủng khiếp với khả năng lách qua người rất dẻo dai, Văn Toàn bây giờ còn rất hiệu quả trong các quyết định của mình. Đến lúc này, Văn Toàn đã có 7 bàn thắng tại V-League 2019, nằm trong top đầu của các chân sút nội, dù hầu như không có sự chia lửa của tiền đạo Tây. Và nói như huấn luyện viên Park Hang-seo, cốt yếu không chỉ là số lượng bàn thắng, mà còn là các yếu tố kỹ thuật thể hiện tầm quan trọng chiến thuật. Anh rất vui thích như một cơn gió, luồn lách giữa các trung vệ và hậu vệ biên trước khi tung ra một cú sút như búa bổ, thậm chí ghi bàn từ ngoài khu vực cấm địa, hoặc căng ngang truyền ngược ra ngoài hai tuyến như Minh Vương chớp lên dứt điểm trong cảnh hàng thủ đối phương đã bị trôi hết. Tốc độ khủng khiếp trong khi sức bền và sức mạnh được cải thiện rất nhiều, giúp Văn Toàn hiệu quả hơn, có lối chơi đa dạng hơn. Đặc biệt anh cực kỳ nguy hiểm trong những phương án phản công nhanh, điểm tối quan trọng trong tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại King Cup, thanh niên từng dự đoán Văn Toàn sẽ đá chính sau khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao băng đội phó, và thực tế đã đúng như vậy. Sẽ không bất ngờ nếu ông Park lại có những tính toán đặc biệt dành cho Văn Toàn, nhất là khi anh đã chơi ấn tượng, liên tục khuấy đảo trong chiến thắng 1-0 trước những chú vua chiến trong đêm Buriram đáng nhớ đó.